Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị có số lượng người nhập cư lớn nhất cả nước. Những ngày Tết đến xuân về, số lượng người rời thành phố trở về quê ăn Tết cũng vì thế vô cùng đông đảo. Tuy nhiên, không phải sau một năm lao động, không phải ai cũng có thể có một cái Tết ấm no. Rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, những phận đời bất hạnh cần được sẻ chia. Và như một phong trào diễn ra nhiều năm qua tại đô thị sầm uất nhất cả nước, nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân, các cơ quan đoàn thể lại tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện nhằm mang đến một cái Tết ấm no, vui tươi cho người nghèo. Một ít tiền lì xì cho vơi đi sự trằn trọc suy nghĩ khi cái Tết cận kề. Và còn rất nhiều những món quà khác được gửi tới những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn ai ai cũng đón một cái Tết đủ đầy. Tại vì hàng năm thì lúc nào cũng được sự quan tâm của Chủ tịch Đỏ Vàng Bạc Đá Quý với ban ngành quận quỹ, nên em rất là vui và cũng rất là cảm ơn những ngày hôm nay các anh chị đã tặng quà. Tóc đã bạc, tuổi đã già, nhưng bà Trần Thị Thanh vẫn phải lo ăn từng ngày. Cậu con trai, chỗ dựa tuổi già duy nhất của bà, đã ra đi cách đây một năm. Món quà dành cho bà, dù chỉ là chai dầu ăn, gói bột ngọt, gói đường, gói bánh, nhưng với bà Thanh đã đủ để cho một cái Tết tươm tất. Mừng lắm, cảm động. Già không biết làm gì, chỉ có cầu chúc cho người cho tôi được vạn sự bình yên, tai qua nạn khỏi, được dồi dào sức khỏe. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một số phận, thế nhưng tất thảy họ đều phải bươn chải để tự nuôi thân và trông chờ vào sự hỗ trợ từ cộng đồng. Thì với cái sự hỗ trợ từ phía lãnh đạo quận với những cái hoạt động của doanh nghiệp như là cái việc là đi thăm nè, rồi nhân nghiệp những cái ngày lễ là đều có cái sự mối quan hệ hết sức là gắn bó. Trên tinh thần đó thì đối với những cái hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn thì các cái doanh nghiệp trên địa bàn quận Phú Nhuận là hỗ trợ rất là tích cực. Cảm thấy là hạnh phúc khi mà mình san sẻ được những cái tình cảm và những cái phần quà này cho người nghèo của quận Phú Nhuận cũng như là trên cả nước. Thì mỗi năm thì công ty bên chúng tôi cũng luôn trích ra những cái phần phúc lợi của mình để mang những cái phần quà đến cho bà con trên các mọi miền trong những dịp Tết nguyên đán để giúp cho bà con có những cái Tết thật là đầm ấm và cũng như là một cái nguồn động viên để cho bà con có thể thêm tinh thần và phát triển cũng như là sống vui hơn, tốt hơn trong năm mới. Những người cho đi và những người được nhận đều có được niềm vui. Một cái Tết ấm áp được lan tỏa từ sự sẻ chia cộng đồng.